Thưa quý vị và các đồng chí, thị trường điện thoại Việt Nam đang có tốc độ phát triển chóng mặt. Hàng loạt các thương hiệu điện thoại mới liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, để lựa chọn được một sản phẩm có chất lượng với những chính sách bảo hành không phải là điều dễ dàng. Đôi khi giá thành cao chưa chắc đã đi liền với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt. Và nếu không cẩn thận trong quá trình bảo hành sửa chữa những sản phẩm điện thoại đắt tiền, khách hàng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tiền mất tật mang. Sau đây là ghi nhận của truyền hình Công an Nhân dân về vấn đề này. Đây là chiếc điện thoại khá đắt tiền. Sản phẩm này đang được quảng cáo rầm rộ trên thị trường với các tính năng ưu việt. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng sử dụng, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã phải mang tới trung tâm bảo hành vì lỗi hỏng mic, sau đó là lỗi liên quan đến 3G và Wi-Fi. Họa vô đơn chí, thay vì được hưởng chế độ bảo hành theo đúng quy định, khách hàng này lại rơi vào tình cảnh trớ trêu. Nhân viên chăm sóc khách hàng khi tiếp nhận điện thoại đã không kiểm tra xem trong máy có lắp thẻ SIM hay không, mà giao ngay cho nhân viên kỹ thuật, đồng thời cũng không lập phiếu bảo hành cho khách. Gọi điện là trước tiên tôi cũng đã xin lỗi, bởi vì đấy là cái sai sót của tôi, là tôi không in phiếu cho nhà. Và cái trường hợp này là cái trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì anh ấy vừa đến điện máy và máy của anh ấy nào, máy của anh ấy tôi chuyển vào cho kỹ thuật luôn và tôi cũng không in phiếu để giải quyết nhanh vấn đề khách hàng. Những rắc rối cũng nảy sinh từ đây, chiếc thẻ SIM nằm trong máy điện thoại đã không cánh mà bay. Sau đó, hàng loạt tin nhắn với nội dung nhờ nạp thẻ cào điện thoại như thế này đã bị ai đó liên tục phát tán để lừa đảo. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại của chồng tôi trong khi mà chồng tôi đang gửi chiếc điện thoại cùng với thẻ SIM này để bảo hành tại trung tâm bảo hành của hãng điện thoại Oppo. Không chỉ có vậy, chỉ trong 2 ngày 15-16 tháng 2, số thuê bao của khách hàng này còn bị dùng để nạp thẻ chơi game với mệnh giá lên tới hàng triệu đồng. Quá bức xúc vì bị thất lạc thẻ SIM và bị phát tán tin nhắn lừa đảo, khách hàng đã đến trung tâm bảo hành của Oppo trình bày ý kiến và đề nghị được xem lại camera giám sát với mục đích xác minh nhân viên trung tâm bảo hành Oppo đã đưa lại SIM trong máy của mình hay chưa. Đại diện của trung tâm này ban đầu thông báo rằng camera do văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Tuy nhiên, ngay sau đó đã từ chối thẳng thừng yêu cầu của khách hàng. Hiện tại cái camera ở Hà Nội chỉ có chức năng là giám sát mà không có chức năng ghi hình lại. Vì vậy tôi đã xin lỗi và thông báo với khách hàng rồi. Một trường hợp giả định được đặt ra, nếu chiếc điện thoại đắt tiền này bị thất lạc trong khi gửi sửa chữa tại trung tâm nhưng không được nhân viên xuất phiếu bảo hành, đồng thời camera giám sát cũng không xem lại được, thì khách hàng biết lấy căn cứ nào để đòi lại. Khi nhóm phóng viên đến tìm hiểu sự việc trên tại hãng điện thoại này, chúng tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để chờ đợi. Sau đó đại diện hãng điện thoại này mới chịu cử người tiếp. Khi mà khách hàng mà chuyển máy vào cho trung tâm bảo hành Oppo thì trách nhiệm của khách hàng là phải tự lưu giữ những cái thiết bị đi kèm máy, ví dụ như là SIM, thẻ nhớ hoặc là những cái ốc lưng đi kèm. Nếu như khách hàng không lưu giữ thì những cái việc nó mất mát sau này khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Với cách trả lời trên thì rõ ràng mọi tội lỗi lúc này sẽ thuộc về khách hàng. Trung tâm này không có bất cứ trách nhiệm nào trong việc hướng dẫn cho khách hàng quy trình cần thiết. Nếu khách hàng bỏ quên SIM, thẻ nhớ trong điện thoại sẽ chắc chắn không thể tìm lại được. Mọi hậu quả sẽ do khách hàng tự gánh chịu. Thị trường điện thoại Việt Nam đang có hàng trăm hãng điện thoại với các chính sách bảo hành khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của mình thì khách hàng không thể trông đợi hoàn toàn vào những lời cam kết mà đang phải tự tìm cách bảo vệ mình. Bởi khi có phát sinh những sự cố, rắc rối, thì mọi thiệt thòi sẽ chắc chắn thuộc về